Em ngồi ghế cũng đợi cả anh em rồi. Qua đây. Hay. Kệ em thôi. Vậy là người trước tiên. Qua nhìn đường thôi, kệ em. Vân quá nhỉ. Đi camera thì hơi xa. Tôi đấy chỉ mong chơi trụ. Chỗ nào không nóng chơi trụ thì chỉ có tôi đấy ba thì còn lõi chỗ ngồi nhỉ. Bóng cây. Thế cả hai hin kia thì cũng nắng. Cái hình thì nó có rộng, bên trong rộng. Ê cô ơi cô ơi. Cảm ơn chưa đã. Cảm ơn chưa đã. Có một cái tiện là không phải gì cả. Ngồi lâu. Ngồi lâu. Bây mà đi du lịch bay phải đi tàu ở kia, cái chỗ thì cầm mê cứ đi kia lại vòng lại cũng xa. Nếu mà đi con tàu một tuyến đến ngay thì nó là chả xa. Nó đi bộ chơi, đấy thì bộ phải xuống được. Tới tàu nó không loạn, đi bộ quá. Thời gian được tàu quá mà em thấy xa trên Google nó đi bộ ra bãi biển có 5 phút rồi đâu xa lắm. Hôm trước chẳng qua mình vòng về Đài Ba xong mình đi xa rồi nó xa. Kamakura và đi mỗi bãi biển không được phí. Đi tìm tàu hay đi đinh tại nữa. Ở trong nó vẫn là công viên, chưa nó bác vào đấy thôi. Má mẹ cũng ngồi à. Đấy, cái gì đó. Đấy, đi đinh cậy nhé, cả khoảng. Cái nào nào cũng mất tiền đấy thì đi cũng mới mà quay đi chứ. Ừ. Ok, đi bên kia là mua mini điện thôi. Điện làm gì thế nào? Chờ mới đi. Mình có mới thì anh quay được. Ờ.
khói ngồi không con? Đi từ đâu quay ấy thôi, anh chẳng đi quay. Người đấy đi. Ở đây tận nằm. Cái gì? Đi đầu đi. Cái gì xuống đấy mua cái gì đấy để phải ra vào xe này nó chắn ni lông mà giữa cái công an trước cái phòng thẳng bẩn. Đi bộ. Gì trong này không? Một luôn kia.